Thank you.
Thank you.
Thưa quý vị, cũng như lúc trước tôi cũng đã có đờn mấy clip để tôi nói qua về cái vấn đề từ cái thời mà tôi ở Cà Mau, rồi thời được quen biết anh em cô bác này nọ ở Cà Mau. Thì hôm nay thì tôi cũng xin ngắn gọn lại là tôi mong rằng tất cả những người lớn tuổi, chẳng hạn như những mà cô bác lớn tuổi, rồi anh chị lớn tuổi, cũng như tất cả các bạn bè, rồi em cháu đồng nghiệp của môn đờn ca tài tử. Như trước đây mà quý vị có hiểu lầm gì mà về Hữu Hạnh đó, thì thôi, Hữu Hạnh cũng mong rằng quý vị cứ xóa đi ha, xóa đi cái hiểu lầm đó. Vì Hữu Hạnh nghĩ rằng khi mình đờn, mình ngồi mình lắc mình, nó không phải là mình phách đâu. Có những số anh em người ta nhìn xương qua, người ta nói ông Hữu Hạnh này ông đờn chữ đờn không biết hay hay dở, mà thấy ông lắc nó ghét. Chính ba thân tôi đờn mình cũng nghe bên ngoài nó nói câu đó. Mà nhiều lúc mình đờn rồi, cái khi mình nhập vai đó, mình không có kiềm chế được cái điều đó quý vị. Cho nên tôi mong rằng quý vị cũng thông cảm. Nếu tôi nói như vậy mà quý vị nào không tin tôi á, thì có những quý vị nào đờn đi, đờn rồi mình tự biết chế cho mình một cái lái nào cho nó máu lửa lên đi, rồi có quý vị cũng lúc lắc mình không biết liền. Còn bây giờ tôi vừa biểu diễn, ví dụ bây giờ tôi ngồi tôi đờn cái chữ này làm sao có lắc được, quý vị xem thử nè. Và bây giờ tôi xin nói lại là coi như bây giờ tôi đờn bằng hai kiểu cách. Một kiểu cách mà đờn một chữ đờn rất thông thường, mà nếu tôi đờn cái chữ đờn mà quý vị nghe nó mùi, nghe nó thông thường quá, thì nếu tôi lắc lên quý vị cho là sốc. Đó là cái tôi đờn, chỉ cần đờn một khuôn hoặc hai khuôn thôi ha, cũng một cái chữ đờn cho nó mùi, cho nó êm. Thử quý vị xem coi tôi có lắc mình không nha quý vị theo dõi. Đó là cái chữ đờn, tôi ngồi tôi đờn rất bình thường đó quý vị. Rồi bây giờ tôi điển hình cái thứ hai. Quý vị có nhiều người tôi nghe, nhiều khi tôi ngồi tôi đờn trong một cái đám tá, mà tôi nghe những cái bàn sau lưng cũng có nhiều người họ nói lắm. Họ nói ông Hữu Hạnh này không biết ông đờn hay cỡ nào, thấy ông lắc cái mắt nhét rồi. Nhiều khi tôi nghe họ nói tôi cũng muốn kiềm chế lắm, nhưng mà những khi mình đờn cho anh em nghệ sĩ người ta ca nó có máu lửa quá, rồi mình kiềm chế, mình ngồi để mình kiềm chứng bản thân mình nó không được, thành thử là nó phải lắc. Thì bây giờ quý vị cứ xem đây là cái đoạn này thử thôi. Bây giờ tôi đờn cho quý vị nghe thử đoạn này, rồi cô bác anh chị mình đó, rồi cũng như tất cả các em các cháu mà về, mình cứ tự cho mình một cái lái nào cho máu lửa, rồi thử coi có ngồi em được không. Đây đoạn thứ hai. Thì như vậy quý vị nhìn thấy được trong hai cách đờn, có nghĩa là cái cách đờn thứ nhất là cái cách đờn mình đờn buông thả, đờn từ từ, thì cái người mình không có gì lúc lắc hết á. Còn khi mà mình đờn nó có những chữ mình nhán nhánh nhá, là có được chạy những chữ đờn, thì buộc lòng mình phải lắc để làm gì, lắc để cho nó quyện cái hồn vô. Thì như vậy là mình đờn nó mới gọi là đờn máu lửa. Bởi vì nhiều khi anh em ở đây cũng có số người ta hiểu được tôi, người ta nói Hữu Hạnh đờn máu lửa, mà có người ta không hiểu được tôi thì người ta nói là Hữu Hạnh đờn quá sốc. Thì cái câu mà nếu như quý vị nói là Hữu Hạnh đờn quá sốc thì Hữu Hạnh chấp nhận. Nếu mà nó bây giờ sửa bỏ đi cái sốc đó thì hầu như Hữu Hạnh thấy khó lắm. Chỉ có trừ ra khi nào Hữu Hạnh không có đờn những chữ đờn đó nữa, mà đờn chữ đờn bình thường, chữ đờn cho nó đầm đầm, thì chắc bảo đảm quý vị là không bao giờ lắc. Mà nếu mình ngồi mình đờn mà mình không có những cái chữ máu lửa, thì tôi nghĩ rằng quý vị ơi, người ta nghe lâu rồi người ta cũng vô lắm. Ví dụ bây giờ tôi đờn cho cái anh Minh Trung đi, anh Minh Trung anh ở Cần Thơ, anh ca cái bài Chiếu Cà Mau. Trong một lát tôi đờn cho anh Minh Quang, anh ca cái bài Đài Quay Dân Bác, mà nếu tôi đờn một kiểu đờn thì quý vị nghe không có giờ hay đâu. Thành thử là tôi hỏi tại sao mà những anh nhạc sĩ, bây giờ tôi ví dụ như anh nhạc sĩ Minh Nhật đó, bây giờ tôi nói như gì nhận về anh Minh Nhật. Anh Minh Nhật bây giờ ví dụ như cái người đó họ lên họ ca một cái bài ca hai câu dụng cổ hoặc ba câu dụng cổ, anh nhìn định đờn khác. Một lát anh khác anh lên hát nữa, anh cũng hát cái bài dụng cổ cũng là 1, 2, 6 nữa, nhưng mà anh nhìn anh đờn khác, cái chữ đờn không bao giờ giống như, không bao giờ giống cái câu nào với câu nào. Thì cho nên vì tại đó là tôi cũng mong rằng là tất cả các anh chị, chú bác lớn tuổi, cũng như tất cả các em, các cháu, rồi các bạn đồng nghiệp mà ham mê bên cái điệu bộ, bên cái chương trình đờn ca tài tử này, mà nghe Hữu Hạnh nói đây thì có thể thông cảm. Mà từ lâu nay nếu ai chưa Hữu Hạnh thì Hữu Hạnh rất cảm ơn. Còn nếu ai có sự hiểu lầm thì Hữu Hạnh xin hai chữ xóa đi,